Nằm ở gầm giường một cốc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn. Bè Châu giấu ở đây làm sao chúng nó biết được. Nắm soi mày làm cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái thằng hóa ra mày vẫn còn sống. Thế mộng tưởng mày chết từ đêm hôm qua cơ. Phủi phui cái mồm đi. Ông anh định rủa thằng này chết đi à? Giữa trưa nắng à? Mày không về nhà nằm. Mày nằm đây làm gì? Nằm đây thì làm sao? Thôi, phiền ông anh đi chỗ khác đi, cho thằng này còn làm việc nha. Cảnh làm việc á? Nằm ườn ra thế này gọi gì là làm việc? Thế việc gì? Việc kiếm miếng ăn chứ việc gì. Đúng là ông cả ngố. Kiếm miếng ăn á? Này thấy chứ, mày kiếm miếng ăn như thế nào? Thì cứ nằm đấy thôi. Vừa ngủ vừa há mồm ra. Lúc nào mà trái cây nó rụng xuống thì nhai thôi. Ủi giời. Thế sao? Đúng là thằng lười. Thôi đi. Thôi đi về. Này. Đi về. Lười là thế nào? Hả? Này nhá. Chỉ có những thằng thông minh mới nghĩ ra cách này nhá. Như nào? Vừa không phải mệt sạc, lại có miếng ăn đổ vào mồm. Như thế gọi là nhất cử lưỡng tiện. Đâu phải như ông anh làm một ngục cả ngày không đủ đổ miếng vào mồm, đúng không? Thật thế á? Không thật. Mà thằng này sống nhăn răng như thế này à? Xương tiêu bé té rồi đấy. Đấy. Thế là mất mẹ miếng ngon rồi. Đã bảo ông anh lui ra ngoài cho thằng này làm việc mà. Đấy. Ui, thằng này khôn thật đi, không làm mà cũng có ăn. Chứ sao nữa? Ông cũng nằm. Ông anh làm ơn nhặt cái quả nó vừa rụng bỏ vào mồm thằng em này có được không? Trượt à? Trượt chết. Suýt quên. Về thôi, Châu ơi, về không qua, tao nó đánh đấy. Về đi.
Đây rồi. Ở đây. Ôi sao lại còn đứng lẩm bẩm ngoài đấy à? Hồ hay. Thế vào đi chứ còn đứng đấy làm gì nữa? Ông đúng là ngố ơi là ngố. Sao? Chả trách thiên hạ người ta quên cái tên thật, người ta gọi ông là cả ngố. Từ xưa đến nay tôi vẫn là cả ngố mà. Nhưng mà sao? Hả? Lại còn răng sao cái gì nữa? Có mỗi cái việc giấu cái cầy đi. Thế mà gào ầm lên, cả hàng cả tổng người ta nghe thấy. Còn gọi gì là giấu mới diêm nữa hả? Chả có nhẹ. Chả có nhẹ. Ngố như ông á, có ngày trắng tay điên mày. Mà chưa biết chừng giờ này chạy ra, cái cầy mất rồi cũng nên ấy. Để tôi chạy ra xem nhé. Quên. Đứa nào lấy trộm cầy tôi chém chết. Mày đứng đấy. Không biết là còn hay là mất cày nữa. Úi trời ơi, nếu mà mất cày chém chết thế nào? Mày chết với tao. Mình nó nói đúng thật thì bây giờ về ăn nói với nó thế nào chứ? Chết rồi. Ông bắt được con dao của thằng nào để quên? Chắc của thằng trộm lúc nãy đi mà. Được rồi, mày lấy cày của ông, ông đếch trả dao mày nữa, xem thằng nào hơn. Lâu thế không biết được. Mất cày rồi, là mất cày rồi. Ui ơi. Ui, nó nói đúng thật. Đứa nào nó lấy mất cỗ cái cày rồi. Sự kỵ chúng nó chứ. Trời ơi, là con cười nè. Trời ơi, chồng mới cho con. Ngố ơi là ngố. Tôi biết ngay mà, mất cái cày rồi, lấy cái gì mà làm ăn, lấy cái gì mà đổ mà mồm cơ chứ. Thôi nào, phụ nó yên tâm đi, mình mất cày, nhưng mình vẫn còn may. May cái gì? Tôi bắt được con dao của nó, ù nó đừng khóc nữa, tôi sẽ đéo cái cày khác. Dao nào? Dao này. Con dao này á? Ừ. Con dao này là dao của nhà người ta à? Hả? Dao này là dao của nhà mình. Rồi ui ngố ơi là ngố. Ông có nhớ trước khi ông đi ra đồng, ông đã chạy vào nhà mang con dao đi không? Chả có nhẹ. Chả có nhẹ cái gì? Lại chả có nhẹ. Ôi trời ơi, chồng mới chả con. Ngố đến thế là cùng cơ chứ nè. Thế này thì còn nhờ vả gì nữa cơ chứ? Sau này tôi đẻ thì còn nhờ gì được cơ chứ? Sao lại đẻ nhỉ? Chả có nhẹ. Lại chả có nhẹ. Này, cái gì đấy? Ôi trời, cái gì đấy? Đau à? Sao lại đau? Chả có nhẹ. Chả có nhẹ cái gì? Ôi trời, đau đẻ. Lại không biết nè. Chắc ăn phải cái gì chứ. Ôi trời, con nó sắp chui rồi đến đã. Đau nữa. Đẻ lên đây. Đến đó. Sao lại đẻ? Bảo là hai tháng nữa mới đẻ cơ mà. Chả có nhẹ. Lại chả có đau quá. Đau quá. Đi gọi người. Gọi người. Này, cô nó định đẻ thật đấy à? Chả có nhẹ. Lại chả có nhẹ. Bù nói làm được. Có người ta. Có người ta. Cứu. Cứu. Ôi trời ơi. Có người ta. Cứu. Cứu.
Tưởng chuyện gì? Thế mà cứ đứng lên mà gào ầm lên thế à? Đi vào xem cô thế nào. Này bác, chẳng có nhẹ. Chẳng có nhẹ cái gì? Vào ngay. Ôi trời chết. Nào đỡ cô vào trong nhà. Chẳng có nhẹ. Chẳng có nhẹ cái gì? Đỡ cô vào trong nhà. Vào. Vào. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chẳng có nhẽ. Bảo 2 tháng nữa mới đẻ cơ mà. Vợ anh đẻ thiếu tháng chứ còn cái gì nữa. Này, này, đẻ thiếu tháng có nuôi được không? Hỏi cái gì mà lắm thế, đi vào. Chẳng có nhẽ. Nào nào, đi vào đây, đặt cô ngồi xuống xem. Đây nào, có nhìn được không? Tất nhất mà đẻ thì chết chả. Không phải nói nhiều, đi lấy cho tôi cái khăn với chậu nước vào đây. Đẻ thiếu tháng có nuôi được không? Không nói nhiều, đi lấy cái khăn với chậu nước nhá. Lấy nước cái khăn, chậu nằm khăn, xuống, nằm xuống, nằm xuống đây, nằm xuống. Thế, nằm xuống. Nào, bỏ cái chân lên. Thế. Ây, là cả cô ơi. Mày là khổ mà. Không biết ai làm khổ ai nhá. Giặt đấy, giặt đấy. Ba mà qua được cơn cát này. Ôi trời, chẳng có nhẹ. Mà vặn cổ mày từ trước ra đằng sau. Đẻ rồi. Con trai. Con trai à? Nó bé như cái chày. Nhưng mà bị cái. Làm sao? Phải cái chim to. Trời, chẳng có nhẽ. Này, đẻ thiếu 2 tháng con nuôi được không? Ngày xưa ấy, bà tôi đẻ ra thầy tôi cũng thiếu 2 tháng đấy. Chết. Thế con nuôi được không? Tôi lại đập chết em bây giờ. Hả? Đúng là thiên hạ người ta gọi anh là cả ngô cũng đúng đấy. Không nuôi được mà thầy tôi lại lấy bu tôi. Bu tôi lại đẻ ra tôi. Bây giờ tôi lại đứng đây đỡ đẻ cho vợ anh. Chẳng có nhẽ. Cháu gì? Cháu gì? Cháu gì? Đứng lại, cứu tôi. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Này, căng tay cho gió, chống ngó cho cao, cho gió đổ vào mà nghe bà chửi. Ôi trời ơi, mệt quá. Nhưng mà chưa hết, bà vẫn chửi tiếp. Mẹ cha tao không giàu cũng chẳng thua ai, vô phúc không dai. Mình tao là gái thấy mi tơ dại, cha mẹ tao thương đưa về nuôi dưỡng đùm bọc lấy mi cặp kè duyên nợ. Gả tao làm vợ cho mi, làm chồng cho mi, lê cưới mi cóc phải lo lại cho mi, bỏ đông con tốt nãi sao mi ngây dại. Bỏ vợ mà đi ăn nở như mi làm sao mà chịu được. Ôi trời ơi. Đau quá. Mày điên này, thằng cựa còm. Bỗng dưng lại đâm xăm vào người ta. Đau quá bác ơi. Bác đỡ 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 em dậy cả. Đỡ dậy nhá. Đỡ. Ủ nhẹ cái tay thôi. Mẹ kiếp, đúng là cái đồ chó đẻ. Thằng này, ông cho mày bạt tay bây giờ. Mày đã xô vào ông. Ông kéo mày dậy. Vâng. Mày còn chửi ông là thế nào? Mày là đồ. Đâu có. Đâu có gì. Mày vừa chửi ông là đồ chó đẻ con gì. Mày chối à? Ê chết. Em đâu dám chửi bác. Em chửi là chửi con vợ em. Thế con vợ mày nó làm sao? Để em kể bác nghe. Mẹ kiếp nhà nó chứ. Ừ. Không làm sao mày hiểu nổi. Ừ. Thường ngày nó hiền như cục đất. Đúng. Bảo cái gì nó cũng làm theo. Thế à? Buổi trưa nha, nó còn ngồi hầu tôi, phè phẩy quạt cho tôi ngủ. Ui. Có làm sao đâu. Thế mà ông anh biết không? Hả? Từ ngày đẻ con sinh ra đốc trứng nó giữ như trò ấy. Thế mày thầm thì cầu các cu dậy. Đàn bà đẻ nó giữ như chó đẻ mà còn giữ hơn chó đẻ. Chó đẻ nó chỉ gừ lên khi mà gừ ai động đến con nó thôi. Đúng rồi. Đằng này làm sao? Đằng này nha. Em có làm gì đâu. Em đang nằm ngủ nha. Nó vung dậy. Nó vô lấy em. Nó giăng. Nó chìa đi nè. Rồi nó tùm tóc em. Đâu mà thanh chưa. Đâu em sừng tướng đi nè. May mà em chạy thoát được đây. Quái lạ. Con vợ tao nó cũng vừa đẻ. Tao thấy nó có làm sao đâu. Này. Nó làm sao? Nó bảo cho bác biết chắc. Cứ nhìn cái thân em này, gương tay liếp đến ai. Bỗng dưng đang là một chàng nam tử hào hoa phong nhã. Bà chị em đẹp dài thì nhất làng nha. Ui dồi ôi, thế mà nay thân tàn mà dài. Bà cứ đùa, làm gì có chuyện. Còn vợ ông anh nó đẻ mà nó không làm gì ông anh. Nó không làm gì thật mà. Thế em hỏi ông anh nhá. Ừ.
lột nó dần đẻ. Nó có lỗi tê đông anh nghe chửi bới không? Có. Đấy. Đúng rồi, có. Sao mày biết? Sao lại không biết? Nó chửi thế nào? À, nó chửi là: ôi cả Ngô ơi là cả Ngô ơi, mày làm khổ bà thế này à? Bà mà qua được cái cơn này thì bà á hự. Bà á hự. Bà sẽ vặn cổ mày từ đằng trước ra đằng sau. Bà thì Bà thì làm sao nữa? Bà thì làm sao? Rồi thì hết. Chị hự hự. Ui giời. Còn vợ bà như thế là còn nhẹ đấy. Chứ còn vợ em nhá, ngoài việc nó lôi tên em ra chứ, nó còn lôi ông ba ông bà nhà em ra, nó lộn tung hết cả lên cơ. Ui giời. Thế lúc ấy bác đứng ở chỗ nào? Thì tập bưng chậu nước rồi đứng ngoài hiền nhá. Ui giời. Thế thì may quá. Hả? Ôi giời. May cho bác đấy nhá. Lúc ấy nhá, bác mà đứng đúng trong tâm tay với của nó nhá, em đảm bảo nó vặn bạc ra nát cả thịt lẫn xương. Sợ chưa? Cái thằng này mày dọa tao đi à? Dọa được mới dọa. Tao không sợ đâu nhá. Ôi chồng kia, cái giống đàn bà chân yếu tay mềm làm sao mà vặn được tao. Ông anh ngây thơ quá. Ông anh nha. Cưa mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ông anh có muốn chết toàn thây không? Thì chạy đi. Đứng lại. Này. Bà mũi gì? Này, tôi không làm gì đâu nhá. Này, bà mày không cần cái thứ chồng lười thối thây. Hết ăn lại nằm. Hết nằm lại đàn ca sáo nhì nhá. Cái thứ chồng vô tích sự không làm ăn được gì cả, chỉ để cho nó ai thôi nhá. Ôi giời, đúng là gái đẻ dữ thế chứ. Ôi trời ơi, cả Ngố chắc cả Ngố sao mà lâu thế không biết. Thế này thì chết quá chứ sao sao. Tôi đây mà. Ôi giời ơi, có mấy cái tá thôi mà đi cả buổi thế không biết. Lại con đứng thấp thỏ ở đấy nè. Chị, tôi mang cho tôi cái váy khô vào đây. Con đã đái ướt hết cả rồi đây này. Nó định dụ mình vào để nó cấu xé đấy mà. Hả? Ông khôn lắm, còn lâu ông mới mắc mưu. Chả có nhẽ. Lẩm bẩm cái gì thế? Đây, váy đây. Cầm lấy. Này. Ôi trời ơi. Ông làm sao đi hả? Cứ cầm lấy, chả sao sất. Ôi giời, giật kinh thế. Ông hại tôi có phải không? Cái con gái già này vừa mới đẻ xong trông xấu xí, cho nên ông kinh hại chứ gì. Tôi biết ngay mà, cái đồ đá đông bạc tình bạc kia. Ui giời ơi, khổ. Thôi, ông nó đừng khóc nữa. Tôi có bảo không? Đừng đẩy nữa à? Chả có nhẽ. Vợ mình đẻ chứ có phải chó đẻ đâu mà mình sợ. Lẩm bẩm cái gì đấy? Không sợ. Tôi vào ngay đấy. Vào. Mày đi cho con đi đi đây. Thắc mắc, cái tay này nó mất bò mất trâu, hỏi thăm
Này này, cậu mày làm sao đấy? Ê, em có làm gì đâu, oan cho em quá. Oan này, mày oan cái nỗi gì hả? Mày ăn trộm trâu bị bắt lại còn kêu oan. Ông đập cho vỡ sổ. Em bắt oan xem lại, cửa nó là người tốt mà. Còn anh, tránh ra nhá. Không phải việc nhà anh nhá. Anh định chống lãnh quan hả? Dạ không ạ. Đi. Nhưng mà trộm trâu à? Chả có nhẽ. Châu ơi, Châu ơi, Châu ơi, chả có Châu. Sao thế? Lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Mất Châu rồi. Hả? Ông nói cái gì cơ? Mất Châu rồi. Làm sao mà mất? Ôi trời ơi. Mù đôi, làm sao thế? Mù đôi, mù đôi, con ơi, nhà mình mất Châu rồi. Mù đôi, đừng chết. Mất Châu đằng nào cũng chết, thà tôi chết quách đi cho nó xong. Mù đôi, mù nó đừng chết nha, mù đôi. Tôi biết đứa nào trộm Châu mình rồi. Hả? Hả? Đứa nào? Tôi biết ngay mà. Đồ lười thối thay, chỉ biết ăn cắp ăn trộm mà đố vào mồm thôi. Ôi giời ơi, mà ông cứ ngồi đấy nè. Nhưng nó bị bắt giải lên huyện rồi. Rồi ạ, thế thì phải đuổi theo nó lên huyện đòi lại Châu chứ. Ông cứ ngồi đấy hả? Tôi lên huyện đây. Mà này. Này gì? Người ngu ngơ, ăn không nên đòi, nói không nên nhờ như ông á, thì làm sao mà đòi được Châu cơ chứ. Chỉ tổ làm thiên hạ người ta cười thôi. Thế thì thôi, đành mất Châu vậy nhỉ? Mất Châu thì lấy gì mà sống hả? Hay là muốn mẹ con thì chết đói cho nó ránh nợ. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Thế thì u nó phải cho tôi lên huyện đòi lại Châu chứ. Biết làm thế nào cũng được. Tôi thì đành vậy, nhưng mà phải nghe lời tôi dặn đấy này. Ừ. Phố huyện là chốn phồn hoa. Ừ. Quân cũng lắm mà quan thì nhiều. Ừ. Với lại Tết nhất đến nơi rồi, ăn nói thì phải cẩn thận, nếu không thì sẽ mang vạ vào thân đấy. Ừ. Người ta hỏi gì mới được trả lời, mà trả lời ngắn gọn thôi, nhớ chưa? Nhớ rồi. Mà trả lời thế nào? Ví dụ quan quân có hỏi anh là ai mà lên phố huyện, thì ông phải trả lời: dạ tôi là cả Ngố đây ạ. Dạ tôi là cả Ngố đây ạ. Đúng. Ừ. Mà quan quân có hỏi anh đi một mình hay đi với ai, thì ông phải trả lời: dạ chỉ mình tôi thôi ạ. Dạ chỉ mình tôi thôi ạ. Đúng. Dễ. Mà này, tôi bảo này. Hả? Nếu quan quân tốt, có ý mời cả Ngố ở lại chơi răm bữa rồi hẵng về. Ừ. Thì ông phải trả lời: dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Nhớ chưa? Hả? Rõ rồi. Ừ. Nhưng sao u nó lại dặn tôi chỉ được nói như vậy? Nói như thế để người ta thấy mình là người có chữ, thật thà, người ta thương chứ sao. Nhưng dài quá, bố ai mà nhớ hết được. Thôi thôi thôi, thế này vậy. Ừ. Khi quan quân người ta có hỏi thì ông chỉ cần nhớ đúng ba câu thế này là được. Ừ. Vâng, tôi là cả Ngố đây ạ. Chỉ mình tôi thôi ạ. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Nhớ chưa? Ừ. Tôi đi đi kẻo muộn. Cố mà nhớ vậy nhỉ. Vâng, tôi là cả Ngố đây ạ. Chỉ mình tôi thôi ạ. Dạ, được thế thì còn gì bằng. Dạ, được thế thì còn gì bằng. Vâng, tôi là cả Ngố đây ạ. Chỉ mình tôi thôi ạ. Được thế thì còn gì bằng.
Vâng, tôi là cả ngô đây à. Chỉ mình tôi không dám. Chào anh. Cụ cho hỏi, chẳng hay cụ đeo cái gì trên mũi đấy ạ? Thì cái kính chứ còn cái gì nữa. Thế cậu chưa nhìn thấy kính bao giờ? Chưa. À, rồi, nhìn thấy rồi. Nhưng tại sao cụ lại cứ phải đeo cái kính trên mũi đấy ạ? Anh này hỏi lạ nhỉ. Thì tôi phải đeo kính mới đọc được chữ chứ. Thế ạ, đeo kính. Chào cụ. Không dám. Đây rồi, đây rồi. Chào quan bác ạ. Quan bác đi mua kính ạ. Ấy, tôi xem có cái nào đẹp đẹp. Mua một lố về dùng dần. Thế ạ. Ôi trời ơi, những một lố kìa ạ. Mời con bác vào trong nhà. Mời con bác vào trong nhà. Cửa hàng em rất nhiều các loại kính đẹp. Con bác tha hồ mà chọn. Ui, mời, mời con bác. Ấy, chị, kệ tôi. Ui, mời con bác. Ngồi xuống. Đây đây, con bác cầm lấy cái này. Đây rồi. Con bác đeo cái này vào. Sao? Cái này không được. Chán ông thế gì sợ thế ạ? À? Không sao, không sao. Con bác chờ em. Đây, đây rồi, con bác đeo cái kính này vào. Nghe thế à? Cái này sao ạ? À, sao ạ? À? Cũng không được. Nhòe nhòe lắm. Không sao, không sao. Con bác chờ em một chút. Đây rồi, quan bác cứ lựa chọn, bao giờ ưng ý thì thôi. Quan bác cứ thử cả đống đi xem nào. Không được, chóng hết cả mặt. Từ nãy đến giờ đứng hầu quan bác. Biết ngay quan bác là một người sành chơi kính. Bây giờ em xin giới thiệu với quan bác một chiếc kính tốt nhất trong cửa hiệu của nhà em. Đâu? Đây. Quan bác cứ xem thử đi. Kính là tốt 100% đấy. Ê. Ê. Ui giời. Phải là người có con mắt tinh đời thì tôi mới bán cho đấy. Đèo nhá. Cứ mạnh dạn đi. Hả? Sao? Thế làm sao đấy? Đèo kính của bác em cứ thấy buồn nôn. Vẫn không được. Kính này mà bác sẽ bảo em là kính tốt à? Khổ quá. Kính tốt 100%. Em mà nói sai em chết. Anh muốn sống hay muốn chết kệ anh. Anh bảo tôi là kính tốt nhưng tôi thấy nó không tốt. Thế thôi. Đây này, có đọc được chữ nào đâu nè. Sao cái kính nào của nhà tôi anh cũng chê cả thế hả? Toàn kính không dùng được thì tôi mới chê chứ. Kính tốt thì tôi đã xem được chữ rồi. Nhìn đi đấy. Có mà anh không biết chữ thì có. Thì đúng, tôi mà biết chữ tôi mua kính làm gì này. Đúng là mất thì giờ. Có mà ông làm mất thì giờ thì có. Hoa mận hoa đào xuân sáng tết đến riêng ai ngồi làm.
nàng nhé em nhan sắc, lòng đầy tơ hương về nhà, lòng thân này 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 này. Này, cái thằng kia, thằng bỏ cha bỏ mẹ này, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt mày mù hả? Mày dám nát cái hàng của bà rồi. Chết. Ôi, tôi xin lỗi. Mày quá, vẫn chưa làm sao. Mày mày cái bà cha mày ấy, mới sáng ngày ra, bà mày chưa mở hàng, mày dám nát cái hàng như thế này thì bà mày còn bán được cho ai nữa hả? Mong chị bớt giận, tôi mới đá vào cái thúng, chứ đã làm gì đâu mà chị bảo là dậm nát. À, cái thằng kia, mày dám cãi lại bà. Sáng sớm ngày ra, mày mọc ở đâu đến hả? Mày đến ám cửa hàng của bà. Bà nói cho mày biết nhá, bà chặt kẹp cổ mày và từ đằng trước ra đằng sau bây giờ. Này, nhà chị đánh đá cá cày vừa vừa thôi nhá. Người ta đã xin lỗi tử tế rồi mà lại còn móc cả ông bà ông vải người ta lên để chửi. Ừ thì tôi nhà quê nhà quéo đấy, dễ thương nhà chị. Hàng mắm tôm chị thành thị lắm đấy phỏng. Mày dám rủa bà hả? Này bà nói cho mày biết nhá, năm đời mười đời hai ba mươi đời nhà mày, thằng đứng chiếu sang thằng ngang chiếu dọc kia. Bà nói cho mày biết nhá, mày ăn cây rổ, mày dám dây vào thân bà phải không? Nhà mình con vợ nó đã giữ ra đến đây còn khối đứa giữ hơn chó đẻ, chả có nhẽ. Tôi cũng mua bưởi về nhà đấy, phải mừng quà cho nó. Ôi này này anh Đình này. Này này cái gì, nhìn lại mặt anh nhé, người nhà cả đấy. Ngờ ngày quá, chú lần đầu lên phố huyện đúng không? Đúng rồi. Được rồi, anh sẽ rửa nhục cho chú. Cầm lại. Cái gì? Cầm lấy, anh sẽ rửa nhục cho chú. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Cho con buôn may bán đất. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Ôi trời ơi, đi đứng kiểu gì thế hả? Mù hả? Ừ cái bà cha nhà mày đấy hả? Mới sáng rằm bà chủ ơi, cho hai hào mắm tôm đi. Được bằng gì? Đấy, cô cứ đổ vào đây rồi tôi đùm lại cho. Không sao đâu. Này. Úi giời, út tôi chết. Hai tay bận quá, chả con tay nào lấy tiền. Chị làm ơn lấy tiền trong cặp quần giúp tôi mới. Nhanh lên. Rồi ạ, chỗ nào? Đây. Ôi làng nước ơi, ôi bà con ơi, ôi trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, bà này lại tụt quân tôi giữa chợ. Cục của tôi cũng có khác gì của người ta đâu, sao chị lại tụt quân tôi giữa chợ thế này? Ôi kìa, làm gì đấy chứ nhỉ, sao lại cứ đứng thì cái gì? Cho chừa cái thói bắt nạt người khác đi nhá. Chú thấy anh thế nào? Bác đúng là cao nhân. Chuyện đa tạ bác đã cho em một phen hả lòng hả dạ. Con mụ này á còn lâu mới dám vác mặt ra chợ. Chú cũng đáo để thật đấy, dạ? Dám chửi cái bọn đanh đá cá cày giữa chợ. Nó chửi em. Đúng rồi, mình là người quân tử, ai
ai lại đi chửi nhau giữa đường giữa chợ đúng. Cơ mà nó chửi vào mặt mình cũng phải chỉ cho vỡ tan mặt nó ra chứ nị. Đúng. Thế bây giờ chú định đi đâu? Em định lên nhà huyện tìm người. Hay quá. Anh cũng định lên đó lang thang một phen. Dạ. Đi. Chả có nhẽ đã chót vui chơi hay làm trà chén rượu chơi cuộc cờ. Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Cái thu hữu tình làm trai lên nhớ phải vì tình. Vì hòa nên phải nấu mình tìm bông hoa. Đã chót vui chơi làm trà chén. Chén rượu chơi cuộc cờ. này. Đi cho các chơi. Đoạn đường này đang bị cấm rồi. Hay nhỉ? Sao lại cấm đường thế hả quan bác nhỉ? Giờ này có đám con gái con phu ông ra tắm sông nên cấm không ai được qua đây. Cấm không qua được đâu. Làm gì có chuyện chặn đường cho con gái tắm bao giờ nhỉ? Vâng. Nhưng ở đây có lệ ấy đấy. Chúng mày không nghe câu phép vua còn thua thầy làng. Lệ làng thắng phép vua. Nhưng chúng em lại có việc gấp, phải lên nhà huyện. Gấp là việc của chúng mày, liên quan gì đến tao? Chúng mày cứ đứng đây lý sư lằng nhằng, tao trói gô cổ lại bây giờ. Lính đâu? Thôi được rồi. Bọn em đi ngay mà. Nào đi. Nào đi rồi ạ. Cấm làm sao được ông? Bây giờ thế này. Dạ. Anh sẽ đi vòng ra phía đằng kia. Vâng. Đóng giả là thằng mù. Thằng mù à? Mù. Ôi trời thôi. Không phải mù bây giờ. Hai thằng mù à? Đúng, hai thằng mù. Nhưng mà anh đi trước, anh giả vờ là thằng mù. Một lúc sau, chú cũng giả vờ mù, nhưng phải là thằng mù dở. Cứ thế mà làm nhé. Nhớ chưa? Thế. Khổ. Bác để em ròm trước. Nào. Bác ơi. Sao các thế? Hẳn con vợ em ở nhà. Bác bây giờ bác. Ui dồi. Ui dồi. Cái gì? Sao? Trông thế nào? Ui. Nào. Bây giờ thế này nhá. Chú cứ ở đây. Ui dồi. Xem anh sang thế nào. Vâng. Rồi chú theo sau nhớ chưa? Em ở đây dòng cũng được. Bố rồi. Ba năm chân thủ Lý Hồ Đồn. Ngày thời sóc đĩa tối ngồi tổ tôm. Các cùng cung các cùng cung. Khổ thân cái lão già mù kia. Đi qua cầu không khéo ngã lộn cổ xuống mất. Lên giúp người ta đi. Có mà ngã. Nào, để tôi dắt ông qua cầu. Chứ mắt mũi như thế này lại lộn cổ xuống sông làm mồi cho Hà Bá bây giờ đây. Cảm ơn cô đã thương đến kẻ mù loà này. Sắp đến ngã ba chứ cô. Hãy còn ở trên cầu. Lúc nào đến ngã ba thì tôi bảo. Cứ bình tĩnh mà đi. Gương cô tốt quá cơ. Thời buổi này mà kiếm được một người tốt như cô quá là khó. Hôm nay mà không có cô dắt, tôi thì làm sao tôi qua nổi khỏi cái cầu bé tí bé tí. Ôi, to thế. Cảm ơn cô nhé. Đến ngã ba rồi ông ơi. Ngã ba ở đây có phải không? Ôi chú mày ơi. Mẹ cha cái thằng giả mù. Giả mù mẹ đâu. Mẹ cha nhà mày nhớ. Đừng mất dây. Cảm ơn các cô nha. Đã dắt lão qua cầu, lại còn cho ăn một bữa yến nhớ đời. Ơ nghĩa gì? Tại gió cái lão già mất đấy. Thì chết sao lại thế? Đúng là làm phúc mà mất hết tiến hạnh. Phải gió cái lão già mất đấy. Này, lại có một thằng giả mù nữa kìa. Lính đâu? Bắt ngay cái thằng giả mù kia lại cho ta nhanh lên. Em có làm gì đâu mà lại trói em. Mày chưa đâu mà chết.
này. Thằng này to gan thật. Tội của mày có mà tù mọt không con ơi? Các bác là quan quân à? Ừ. Mày nhìn cho kỹ đi. Thế chúng ta không phải quan quân thì có ai vào đây nữa? Chẳng có nhẽ. Này, thằng kia. Dạ. Mày tên gì? Dạ thưa, tôi là Cả Ngố đây ạ. À. Ai xui mày đi làm cái việc nhìn trộm con gái tắm? Hả? Dạ, chỉ mình tôi thôi ạ. À. Anh hùng quá nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt mày về cho quan sự. Mày có chịu không? Hả? Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. À. Ngãi rồi. Đau. Anh ơi, anh sống lại đau. Công đường đẹp quá nhỉ. Im. Thế cái thằng cu ở dưới công đường cái mày tên là gì? Con là Cả Ngố đây ạ. Ngu ngơ kệ người ta. Thế mày tên là Cả hay là Ngố? Chỉ mỗi mình con thôi ạ. Cái thằng gì? Ai hỏi bực mình hết mấy mình mà mày đã xưng hả? Mày điếc à? Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ? Mày giả vờ điếc để chối tội chứ gì? Mày đâu? Có quất cho nó bây giờ xem nó có điếc hay không? Có nhỉ? Quan ơi, đừng đánh con, Quan ơi. Quan ơi, ai khỏi Quan? Quan ơi, con chửa rồi, con. Ai xuống? Không điếc đâu. Kêu con gì? Đau rồi. Đi quan chết ai? Có thế chứ. Không điếc thì đứng dậy nghe hỏi đấy. Quan ơi, nhà ngươi là mắc tội. Nhìn trộm con gái tắm. Nhìn trộm. Bị bắt quả tang ngươi có nhận tội không? Quan ơi, quan còn quá. Con đã nhìn thấy gì đâu ạ? Lòng. Mà tại sao ngươi lại đi phát váng vào cái chỗ làm gì? Thưa quan, vợ con nó sai con đi đòi trâu à? Người hỏi quan ấy con đi. Tên kia, vợ mày nó sai mày đi đòi trâu mà mày lại cầm cái cọc buộc trâu đi để nhìn trộm con gái tắm mà. Mình có cầm đâu nhỉ? Mà ở trên phố huyện thì làm gì có chỗ mà đòi. Ngay đấy. Thì thằng trộm trâu bị bắt giải lên đây. Cái thằng là lão nhờ. Mày lấy ra đi chuyện để lừa quan hả? Con không lừa. Còn bay đâu? Dạ. Giải thằng trộm trâu vào đây. Vào đây. Quan quá đau lắm. Mày trả trộm trâu. Đâu? Các bác ơi, tôi bị quan đau. Trộm trâu đây. Ở trên công đường tao cho phép được nói thì mới được nói. Dạ. Mày nhớ chưa? Tao cu kia tên gì? Nó tên là Cự Còm. Mày bị ghép vào tôi trộm trâu có đúng không? Dạ. Nó chính là thằng ăn trộm trâu. Này, quan hỏi tôi thì để tôi trả lời chứ. Mày ăn trộm trâu mày đừng có cãi. Tao đang hỏi thằng này cơ mà. Thấy chưa? Dạ. Ăn cho con quả. Con có trộm gặp quả báo cho. Mày còn chối à? Nhá. Ăn cho con quả. Mày không làm gì. Thế quan quân bắt mày vô cớ à? Vô cớ quả thì chỉ đi. Chỉ vì con nhặt được một sợi dây. Oan cho con quả. Vô lý. Chỉ vì mày bắt được con cái sợi dây mà bị giải lên huyện à? Vô lý quả đi chứ. Chỉ tại là đầu sợi dây là có một vật. Sao? Vật gì mà lạ vậy? Dạ, con trâu. To gan. Mày chỉ dám đùa với bản quan à? Mày đâu? Dạ. Mày cổ thay ra. Nọc đánh một trận như tử cho tao. Oan quá. Như thế ai người ta gọi là trộm trâu? Tại vì nhà chủ nó buộc con trâu ở đầu chạy ngay đấy chứ. Đánh tôi vỡ mồm đi là chưa chán à. Đau chết đi thằng ăn trộm. Các bác cứ đánh mà đi nó. Nhưng mà đánh mà đi em nhá. Tên kia. Dạ. Ngươi nói là ngươi không nhìn thấy gì. Dạ vâng ạ. Thế nếu như không ngăn chặn ngươi thì ngươi nhìn thấy gì? Dạ thì con chả nhìn thấy gì ạ. Dạ bẩm quan, con đâu dám to gan đến thế ạ. Quan ơi, ôi, con bảo này, ở nhà con ấy, vợ con tắm, con còn chả dám dọn. Dẻo ơi, xin khiếp đi được. Khiếp thế nào? Được, cho người làm chứng vào công đường.
hai cái thằng lính kia đưa nàng vào khẽ thôi, đau nàng. Nàng nhìn xem có phải thằng này, cái thằng kia đứng thẳng lên rồi gặp cái mà rú người vậy thế hả? Dạ bẩm quan, không phải tên này. Dạ bẩm quan, thấy chưa? Không phải thế này. Mỹ nữ ơi, mỹ nữ nhìn kỹ xem nó là cái thằng nào nhá. Dạ vâng. Nhìn kỹ vào, cứ đi lại nhiều vòng vào. Thế. Thằng nào, có tìm được không? Cứ nhìn cho kỹ vào. Dạ bẩm quan, chính là tên này đấy ạ. Huynh đâu? Bắt nó rải vào đây quỳ xuống. Ấy, cứ bỏ ra để anh đi bình thường. Cứ bỏ ra được rồi. Bắt dậy. Bác mổ đến nhà huyện làm gì? Chú yên tâm, quân tử là không bao giờ bỏ bạn. Cứ yên tâm. Dạ bẩm quan nhớn, quả đúng là con có nhìn, nhưng không hề nhìn trộm, mà là con nhìn thật đấy. Dạ bẩm quan nhớn, nhưng chỉ có điều là con chỉ nhìn vào những chỗ mà nó cũng chả quan trọng gì cả đâu. Thế nói làm gì? Vậy ngươi kể cho ta nghe xem ngươi nhìn thấy gì. Dạ bẩm quan, con chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng thôi ạ. Lẻo. Chính vì cho chỗ nào mới là quan trọng. Ấy, dạ bẩm quan, điều ấy thì quan phải biết rõ ăn còn chứ ạ. Lại lão. Cái thằng này thấy tao xuống thì phải tránh ông tao xiên mọi người bây giờ. Mỹ nữ ơi, nó đã nhìn thấy gì của em rồi? Nó cầm cái gậy. Nó chỉ nó chỉ ở đâu thì cứ nói toạc ra. Nó hỏi đây có phải cái ngã ba không? Ôi trời ơi, ngã ba quá. Mày ăn thật thì lão thật. Mày còn dám chỉ vào cái chỗ ấy à? Đến ông mới đây thì cũng chỉ dám đứng xa mà xem đi. Thế hả quan? Được không? Dạ, dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn đèn rời soi xét. Dạ. Con cũng chỉ vạ miệng thôi ạ. Vạ miệng à? Dạ. Bay đâu? Dạ. Lôi cổ thằng này ra vả với miệng như thế. Buông ra. Buông ra. Thế là sắp mất mấy cái răng ăn Tết rồi. Dạ. Ở lại má đáo thành công nhớ chưa? Vâng. Nào, lính đâu? Ra đây mà bả. Các bác bả xe xe thôi nhá. Tâm, anh làm anh chịu, các chú cứ vào thoải mái đi. Thế là ta đã rửa nhục được cho mỹ nữ rồi nhé. Hôm nào cũng cho ta cầm gậy chỉ vào ngã ba nhé. Đỡ mà. Thế ra nào. Cái gậy gì đấy à? Mày muốn vả một bé. Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ. Thì ra hôm qua mày chả nhìn thấy cái chó gì kìa. Dạ. Thế mày còn nhìn tôi. Chỉ tại. Chỉ tại. Tại cái gì? Dạ. Chỉ tại con vợ con nó dặn là lên huyện hễ quan quân có hỏi thì chỉ được giả nhời như thế thôi ạ. À. Trả lời như thế là như thế nào? Là vâng, tôi là cả ngố đây ạ. À. Chỉ mình tôi thôi ạ. À. Dạ. Được thế thì còn gì bằng ạ. À. Úi dồi ôi, khốn nạn. Chứ mày là thằng ngớ ngẩn ấy sao? Mà vợ mày bảo cái gì mày cũng nghe hả? Vâng, tôi là cả ngố đây ạ. Hay là con vợ mày nó cũng ngớ ngẩn hết hả? Dạ, chỉ mình tôi ạ. Thế con vợ mày nó bảo mày bỏ nó đi lấy con vợ khác chứ mày có nghe không hả? Dạ, được thế thì còn gì bằng ạ? Không được đâu, sao? Các quần bác, các quần anh nghe đây thì biết thế, giữ kín giùm em. Đừng để con vợ em nó biết. Nó mà biết thì chết em. Cắt. Chả có nhẽ. Chả có nhẽ. Vâng, tôi là cả ngố đây ạ. À. Chỉ mình tôi thôi ạ. À. Dạ, được thế thì còn gì bằng. À, oan quá, oan cho con quá. Dạ. Cái thứ chồng không làm được cái tích sự gì cả. Chỉ để chúng nó ai thôi nhá. Ngã ba ở đây có phải không? Ha 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 ha